Phát tâm Bồ Đề. Bài pháp có tên là Phát Bồ Đề Tâm hay Phát Tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ. Tất cả quý vị ở đây đều là Phật tử, là con bậc giác ngộ. Mình phải học theo bậc giác ngộ. Học Phát Tâm Bồ Đề là học giác ngộ để xứng đáng với tên Phật tử của mình. 1. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trước hết, nói qua ý nghĩa việc mình được thân người. Phật nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Quý vị thấy mình được thân người cũng đâu khó gì, pháp mình cũng được nghe đâu thấy khó gì. Sao Phật lại nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe? Phật dạy, trong kiếp luân hồi sinh tử này, chúng ta được thân người là việc rất hy hữu, đâu phải chuyện thường. Kinh có một ví dụ, được thân người giống như rùa mù gặp được bọng cây. Trong biển cả to lớn có khúc cây mục, trong khúc cây có một bọng trống lớn, gió thổi sóng đưa khúc cây qua lại. Dưới biển có một con rùa mù mắt, trăm năm mới nổi lên một lần. Khi nổi lên, làm sao mà vào trúng bọng cây đó, có dễ hay không? Rùa có mắt sáng đã khó rồi, vì bọng cây không đứng một chỗ, cứ trôi qua trôi lại. Con rùa mù có thể nổi lên vào trúng bọng cây là chuyện hy hữu. Chúng ta được thân người ở đây cũng như vậy. Nếu người không hiểu đạo, ba nghiệp thân, khẩu, ý cứ tạo nghiệp thì dễ đọa vào trong các đường ác. Biết bao giờ mới trở lại thân người? Nói thân người khó được là như vậy. Khi chết thì nghiệp cứ dẫn đi, chứ không ai chọn được đường đi. Nếu lỡ sinh vào các loài súc sanh hay ngạ quỷ thì kiếp sống rất lâu dài, không biết bao giờ mới ra được. Có câu chuyện về Tổ Xà Dạ Đa ở Ấn Độ. Một hôm, Tổ đi vào thành. Tới cửa, gặp một con ngạ quỷ con đang đứng khóc. Ngài đã chứng thánh quả, có thiên nhãn nên mới thấy được như vậy. Ngài hỏi, vì sao con khóc? Quỷ con trả lời, mẹ con sinh con ra chưa được bao lâu thì đi vào thành này tìm thức ăn. Con chờ lâu quá mà không thấy mẹ con ra, con đang đói khát, mong ngài vào thành có gặp mẹ con thì nhắn lại giùm. Ngài đi vào thành thì gặp ngạ quỷ mẹ. Ngài hỏi, sao ngươi vào đây để lại con ngươi đói khát đứng ngoài thành chờ? Quỷ mẹ đáp, bạch ngài, con vừa mới sinh ra nó, còn đang yếu, vào đây tìm thức ăn, tìm được chút gì thì bị những loài quỷ khác mạnh giật hết. Vừa rồi con thấy một người đang bệnh ói mửa bên đường, con lấy được thức ăn đó định mang ra cho con của con, nhưng sợ vị thần giữ cửa thành ngăn lại. Xin ngài ủng hộ giúp con đi ra để cho con của con ăn, vì nó đói khát lâu lắm rồi. Ngài nhận giúp đưa ra, xong lại hỏi, ngươi sinh vào loài ngạ quỷ bao lâu và bao lâu nữa mới hết kiếp ngạ quỷ? Quỷ mẹ trả lời, con cũng không nhớ là đã bao lâu, và cũng không biết là bao lâu mới hết kiếp này. Nhưng con ở đây đã thấy thành này 7 lần thành rồi hoại, mà con vẫn còn ở đây. Vậy quý vị thấy thời gian là bao lâu? 7 lần thành hoại như vậy là bao nhiêu năm? Nên Phật mới nói, mất thân người rất khó được trở lại, được thân người rất quý hiếm. Khi có được thân rồi thì cũng không bền chắc, không đảm bảo lâu dài. Quý vị có ai dám bảo mình sống được bao lâu không? Phật dạy mạng sống con người là trong hơi thở. Mọi người nhìn thấy cái tướng thô của thân nên nghĩ sinh ra ít nhất cũng sống vài chục năm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có một lần Phật muốn thử các vị tỳ kheo nên hỏi, mạng người sống được bao lâu? Có vị tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong nửa ngày. Phật không chấp nhận, nói, ông chưa hiểu đạo. Một vị khác bạch, bạch Thế Tôn, mạng sống của con người chỉ trong bữa ăn. Phật cũng bảo chưa hiểu đạo. Một vị khác trả lời, bạch Thế Tôn, mạng sống của con người chỉ trong hơi thở. Phật gật đầu nói, ông hiểu đạo.
thấy mạng sống trong hơi thở mới thấy đúng lẽ thật. Nếu quý vị Phật tử quán cho kỹ, sẽ thấy đúng là mạng sống chỉ trong hơi thở. Ví dụ, từ đây đi tới trung tâm thành phố là 15 cây số. Đó là chúng ta thấy theo con mắt thường của mình. Cứ tưởng như vậy là chính xác, nhưng chưa chính xác đâu. Khi chúng ta muốn đi qua 15 cây số đó, trước hết phải đi qua từng cây số một, từng mét, từng bước. Nếu đứng một chỗ thì làm sao tới được 15 cây số đó? Nhưng thường người ta ít nhìn thấu đến chỗ vi tế như vậy, chỉ nhìn thấy tướng thô. Chẳng hạn khi ta đốt một cây nhang, quay một vòng thì ta thấy cái vòng tròn. Nhưng thật ra không phải là vòng tròn, mà là từng chấm lửa. Nó kết lại quá nhanh, khiến mắt ta nhìn thấy một vòng tròn. Cũng vậy, sở dĩ ta sống được 6-70 năm thì phải qua từng hơi thở, cộng lại thì mới được thành 6-70 năm. Nếu trong khoảng giữa đó có 1-2 hơi thở không cộng lại thì sao? Vậy có phải mạng sống là trong hơi thở không? Nếu nói mạng sống trong bữa ăn thì khoảng 10 hơi thở cộng lại đâu có ý nghĩa gì, vì mạng sống tới một bữa ăn kia mà. Cho nên Phật nói mạng sống của con người chỉ trong hơi thở. Nhưng thường thì chúng ta thấy mạng sống tới 6-70 năm nên thấy nó dài rồi dính mắc vào nó. Người Tây Tạng có một câu ngạn ngữ: ngày mai hay đời sau, cái gì tới trước ta không thể biết được. Chúng ta không thể biết được ngày mai tới trước hay đời sau tới trước, có khi ngủ dậy là đi rồi. Có một vị thầy Tây Tạng, mỗi đêm lúc đi ngủ, ngài luôn rửa sạch tách, bình trà, lau khô, rồi gói lại cất trên đầu giường. Ngài nói, vì ngủ rồi thì không chắc chắn có thức dậy được hay không. Nếu mỗi người chúng ta mà thấy được như vậy, thì tu rất là mau tiến. Thân người mỏng manh như vậy, mà mình không lo chuẩn bị tìm cái gì cao quý hơn để nương tựa, lại cứ bám chắc vào cái mỏng manh bấp bênh này thành khổ. Cái cao quý đó là Phật Pháp, nhưng Phật Pháp đâu dễ cho người nghe. Như trong bài kệ khai kinh: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nàng tao ngộ, vân vân. Dịch: pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, vân vân. Nếu sinh ra vào những vùng xa như vùng dân tộc thiểu số, có dễ nghe được Phật Pháp không? Hoặc khi sinh ra bị tật nguyền đuôi điếc thì có dễ nghe không? Ở Ấn Độ, ngay thời Phật còn tại thế, có bao nhiêu người được nghe Phật Pháp? Đâu phải thời đó toàn xứ Ấn Độ ai cũng được nghe. Quán kỹ thì mới thấy được cái phước duyên của mình, nên phải trân quý. Nếu không có duyên với Phật Pháp thì không biết hiện giờ mình đang ngồi ở đâu, trong loài nào. Vậy mới thấy được chỗ đáng quý của mình. Chứ không thì nghĩ Phật nói Phật Pháp khó nghe, sao mình nghe hoài mà đâu có thấy khó gì. 2. Có đạo là quý. Nếu là người không biết Phật Pháp, sống theo tham sân si, mặc tình tạo nghiệp không lường, lúc đó cuộc đời mình thật đen tối, không có điểm tựa. Đến khi thở ra không hít vào, không biết mình sẽ đi về đâu, rồi đau khổ, chới với. Vì vậy, vua Trần Thái Tông có bài kệ nhắc cho người đời nhớ về sắc thân của mình là: bỗng mất thân người khi trước, trở lại mang lấy đãi gia, đội lông mang sừng, hàm sắc dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. Sanh thì bị khổ dao bầm, chài nện, sống thì bị nạn nước sôi lửa bỏng, hằng chứa oán thù, thay nhau ăn nuốt, khi đó mới hối hận, học đạo không có nhân. Có nghĩa là khi mất thân người, do nghiệp xấu đã tạo, chúng ta phải sinh vào loài này, loài kia để trả nợ. Vào đó rồi thì khổ biết bao nhiêu.
Vì sinh vào loài đó là để trả nợ. Khi người đời đến đòi nợ, thì mình sinh hận trở lại người ta, rồi lại chất chứa oán thù với nhau. Ân oán từ đời này qua đời kia, theo vòng luân hồi xoay mãi. Khi đó, hối hận trước kia không biết tu, giờ không có nhân lành để học đạo, không điểm tựa, rất khổ sở. Đâu ai cứu mình được. Phật không cứu được mình, mà mình tự cứu mình. Phật chỉ là bậc thầy dẫn đường, chỉ Phật Pháp, chỉ rõ con đường an vui hay đau khổ cho chúng ta. Muốn an vui thì đi con đường an vui, đừng đi con đường đau khổ. Đó là Phật cứu khổ cho chúng ta rồi. Phật chỉ đường mình không đi, Ngài chỉ đường an vui mà mình đi con đường đau khổ, rồi kêu Phật cứu thì làm sao Phật cứu được? Điều đó rất thực tế. Nên vua Trần Thái Tông nói tiếp: chi bằng ngay đây tu tập, chớ để đời này trôi qua. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung để vào núi tuyết, cư sĩ Bàn Uẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Vua khuyên mình ngày ngày nên tu tập, chớ để đời sống trôi qua, rồi sau đó hối hận. Vua dẫn chứng Đức Phật Thích Ca sống trong hoàng cung cao quý, nhưng cũng bỏ đi vào rừng tìm đạo. Cư sĩ Bàn Uẩn cũng vậy. Khi giác ngộ rồi, ông đem gia tài của cải chất xuống thuyền, chở ra biển bỏ hết. Có người nghe tin, tiếc hỏi sao ông không đem bố thí để được phước. Đó là chúng ta nhìn theo quan niệm phàm tình của chúng ta, nghĩ đem của cải bỏ như vậy là quá uổng. Nhưng cư sĩ nhìn theo cái nhìn của người giác ngộ, chính của cải là nguyên nhân gây nên lòng tham, đem đến nguy hiểm cho con người. Vì giác ngộ, không muốn người khác đi theo dấu vết đó nữa, nên ông mới vứt bỏ chúng đi. Trong kinh, kể có lần Phật đi đường thấy vàng rơi, Phật chỉ cho Ngài A Nan và nói đó là rắn độc. Ở đây, vua Trần Thái Tông cũng thấy được điều đó. Dù là một ông vua, Ngài vẫn khuyên mọi người khéo học đạo tu hành, phát tâm giác ngộ, chớ có tham luyến đắm say thế gian vô thường. Vì sống trong thế gian nên phải tạm nhờ vào của cải, sự nghiệp thế gian. Chúng ta lại thấy của cải là thật của mình, nhưng theo Phật dạy thì của cải này là của năm nhà: nước, lửa, trộm cướp, vua quan, con bất hiếu. Sự nghiệp của cải đó gặp nước lục, lửa cháy, trộm cướp thì sao? Sẽ tiêu tan hết. Nếu có tội thì bị vua quan tịch thu, có con hư nghiện xì ke mà túy phá hết. Cho nên của cải không phải là của mình mà là của năm nhà. Thân này cũng vậy, tạm nương ở đây, cuối cùng cũng bỏ. Biết vậy mà không học đạo để sáng tỏ, đó là mê. Người hiểu được rồi mới thấy lo sợ. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất có bài kệ: thân thể nằm dài trên giường lần cuối, miệng thì thào những lời trăn trối. Tâm ngắm nhìn ký ức lần cuối diễn ra, bi kịch ấy khi nào sẽ đến với người? Đến lúc nào đó, thân nằm dài trên giường bệnh, miệng thì thào nói lời trăn trối. Khi sắp ra đi, thì những ký ức trong đời quay lại giống như cuộn phim. Trước tạo nghiệp gì, giờ hiện ra hết. Tạo nghiệp lành thì hiện ra cảnh lành, cảnh tốt, thì ta thấy vui vẻ, đi vào đường lành, đường tốt. Nếu tạo nghiệp ác, nghiệp dữ, nó quay lại những cảnh xấu, thì sợ hãi, làm tâm mình rối loạn, đi vào cảnh xấu. Và ai cũng đi đến giây phút đó. Cho nên, Ngài nói bi kịch đó khi nào sẽ đến với người, cảnh đó khi nào sẽ đến với mình, không ai tránh khỏi hết. Nên khéo biết lo học đạo, quán xa hơn trong kiếp luân hồi. Phật dạy, chúng sinh đi trong luân hồi vô lượng kiếp, khóc không biết bao nhiêu lần. Khóc cho người thân đã mất, khóc cho đau khổ trong đời, nhất là những vị lớn tuổi. Phật cũng dạy, nước mắt chúng sinh có nhiều hơn biển cả. Chúng ta đâu thấy kiếp luân hồi dài xa như thế nào. Hôm nay được ngồi đây không biết là do đã trồng duyên lành gì lâu xa với Phật Pháp mà được có thân người, được nghe Phật Pháp,
nghe những lời chân thật là một điều hy hữu. Phải quán xét kỹ mới thấy được cái quý này. Đó cũng chính là chỗ mở ra con đường sáng sủa, con đường giác ngộ cho chúng ta đi. Cho nên, vua Trần Thái Tông còn nói, hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, lại có người trên đường tu hành lầm lẫn không thức tỉnh. Đâu biết tính giác bồ đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã, người người đầy đủ. Ý vua muốn nói, có người cứ lo vùi đầu trong sự ăn uống, không biết có cái cao quý hơn, rốt cuộc qua mất một đời. Có người lại lầm lẫn trên đường tu hành, không gặp được con đường chân chính, sáng sủa, đúng đắn, nên không thức tỉnh giác ngộ được. Thật là điều đáng tiếc, đâu biết tính giác của mỗi người vốn đều đầy đủ. Căn lành bát nhã ai ai cũng có, nhưng không phát triển được, thật đáng thương. Vì vậy, vua khuyên mọi người nên phát tâm bồ đề, phát tâm tỉnh giác, sống trở lại tính giác bồ đề, phát huy căn lành bát nhã chính mình để sáng tỏ lại. Mọi người, ai cũng có lẽ thật thù thắng cao quý, nhưng bỏ quên. Nhận cái tạm bợ hư dối, nên nói, con đường mê giác ngay chỗ đó. Bởi bồ đề là một danh từ, nghĩa là giác. Mà giác thì cái gì giác? Là tâm giác. Tâm biết thì tâm giác. Phật cũng từ tâm mà giác ngộ. Chúng ta ai cũng có tâm ấy hết, nghĩa là đều có tính giác. Vậy mà không lo phát triển tính giác, chỉ lo phát triển cái biết buồn, vui, giận, ghét, hơn, thua. Đó chính là mê lầm tạo phiền não, quên mất chân tánh giác ngộ. Ở đây, vua Trần Thái Tông nhận thấy được điều đó. Vua nhắc nhở mọi người khéo soi trở lại để phát triển nó. Trong Kinh Phật cũng từng nói, nhất thiết chúng sinh, giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nhưng vì chúng sinh mê nên phải làm chúng sinh. Giờ biết rồi, phải khéo phát triển nó trở lại, chuyển chúng sinh thành giác ngộ. Đó là con đường tiến lên của chúng ta. Có tâm là có biết, có tánh giác. Vì mê nên trôi lăn hoài, tạo nghiệp luân hồi, quên mất gốc, lang thang trong sinh tử, gọi là sống tha hương, quên mất quê hương của chính mình là bản giác, là Phật tánh. Chúng ta chỉ sống với tâm sinh tử như lưu lạc nơi xứ người. Phật và các tổ ra đời để nhắc nhở chúng sinh tỉnh giác trở lại. Phải soi lại ngay cái tâm giác để vượt lên cái mê lầm này, sống trở lại cái gốc, tức là có ánh sáng, có đầy đủ ý nghĩa sống. Trong cuộc vô thường, tạm bợ, biến đổi, nhưng vẫn còn có chỗ nương, vẫn còn có cái tánh giác bồ đề làm chỗ nương tựa cho mình. Cho nên đó cũng là điểm chúng ta đáng mừng. Mừng còn có điểm tựa. Nếu không, chẳng biết cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu. Nên mọi người khéo phát triển tâm bồ đề. Nhưng muốn phát triển tâm bồ đề, chúng ta phải biết tâm bồ đề là gì, bản chất của tâm bồ đề là cái gì. Ba, bản chất tâm bồ đề. Tâm bồ đề có ba nghĩa, hay bản chất của bồ đề có ba: trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Trực tâm là tâm niệm luôn hướng thẳng về Phật tánh sáng suốt của mình, không để nó quanh co, giả dối theo tham sân si, nghĩa là không để nó cong theo cái vô minh, theo bản ngã ghen ghét, hơn thua. Đó là xa cái tâm bồ đề. Thực tế chính là tâm ngay thẳng chân thật trong sáng. Có một vị tăng hỏi thiền sư Duy Nghiễm ở Dược Sơn, cái gì là vật quý nhất trong Phật Pháp? Thiền sư đáp, không công vậy. Thử kiểm xem
tâm mình lâu nay có công không? Nếu học đạo mà tâm thẳng từ đầu đến cuối thì mau tiến lắm. Có người ban đầu phát tâm học đạo mạnh mẽ, xem như bỏ thân cũng được, nhưng lâu dần thì nó công từ từ trở lại, thành ra sự học chậm tiến. Chứ còn đúng từ đầu đến cuối nó thẳng như một đường thì rất mau tiến, cũng mau đắc đạo nữa. Điều thứ nhất người học đạo cần phải có tâm ngay thẳng, gọi là trực tâm. Thâm tâm là tâm thường thích làm việc lành để gieo trồng các công đức, bồi dưỡng tâm bồ đề, không để cái tâm xấu chen vào, lấn áp dối gạt mình nên gọi là thâm tâm. Trên đường tu càng thêm nhiều công đức chừng nào thì càng tốt, chỉ sợ thiếu công đức chứ đâu sợ dư công đức. Ví dụ, một đám ruộng hay mảnh vườn, nếu càng trồng nhiều cây ăn trái, nhiều hoa quả tốt thì cỏ dại càng bớt giận. Còn nếu trồng ít cây ăn trái, ít trồng hoa quả thì cỏ mọc làm chỗ nương tựa cho rắn, rít ẩn náu. Đây cũng vậy, ít công đức, ít căn lành thì cỏ phiền não, tham sân si nhiều, rắn độc ẩn trong đó cắn người. Vì vậy, càng nhiều công đức càng tốt, càng thúc đẩy chúng ta trên con đường tu học, giác ngộ sâu thêm, không trở lại con đường mê. Cho nên, nhà Phật có bốn câu kệ nhắc nhở người có tâm mạnh mẽ học đạo là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, tức là chúng sinh nhiều không kể, vẫn thệ nguyện độ hết không bỏ sót, là phát triển tâm bồ đề, phát triển tình thương của chúng ta đối với mọi người, mọi chúng sinh. Chúng ta có duyên lành học đạo trước, hiểu đạo sớm, nên nhớ và thương những người chưa hiểu đạo để cứu độ họ. Nhờ vậy tâm bồ đề của ta càng lớn, càng mạnh thêm, và cuộc sống của mọi người trên thế gian được an vui, gần gũi thêm. Còn chúng ta chỉ làm theo tâm phàm phu của mình, đôi lúc tâm cũng phát triển mạnh, giúp người này độ người kia, nhưng chỉ độ người nào thích hợp, mình thích thì mình độ, còn không thích thì không độ, bỏ bớt ra, nên việc cứu độ còn giới hạn, còn theo tình chấp ngã cá nhân. Đây thì Phật dạy phát triển tâm bồ đề rộng lớn để phá tan mọi ranh giới, mình, người, dù người thích hay là không thích đều độ hết. Nhờ vậy tâm mở rộng, gọi là tâm không bi giới. Trái lại, tâm chúng ta là tâm còn biên giới. Nếu ai sống được với cái tâm mở rộng đó, thì cuộc đời vui hơn, thấy được chung quanh mình ai cũng gần gũi vì không có biên giới. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là phiền não nhiều vô tận vẫn thệ nguyện đoạn hết. Như chúng ta cũng thệ nguyện đoạn phiền não, nhưng đoạn phần nào thôi, còn để dành lại không dám đoạn hết. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là pháp môn nhiều vô lượng nhưng nguyện học hết, học hoài, học không ngừng. Chúng ta ngược lại, cũng học nhưng học một ít thôi, học vừa vừa thôi là thấy đủ rồi. Còn đây, Phật dạy là học hoài, học không ngừng nghỉ, không thấy đủ. Phật pháp đúng là học hoài không hết. Như ngay một lý do vô thường thôi, có nhiều người học đạo lâu, nghe giảng tới vô thường là không muốn nghe rồi, vì nghe nhiều, hiểu hết, cần nói cái gì cao siêu hơn. Sự thật không phải vậy, người hiểu được lý vô thường hoàn toàn không phải dễ. Ngày xưa, các vị tỳ kheo thấu hiểu tột cùng lý vô thường thì chứng A-la-hán, đâu phải tầm thường. Còn chúng ta có khi học thì hiểu, nhưng nếu đặt câu hỏi lại xem mình có thật hiểu chưa, đó là chúng ta học và hiểu qua cái hiểu của Phật, của Tổ, của Thầy, không phải thật là cái hiểu của chính mình. Nếu đúng là ta hiểu thì ngay đó đã chứng đạo. Nếu chỉ học hiểu theo Phật, Tổ, Thầy thì phải thường xuyên quán chiếu vào cuộc sống hàng ngày. Đến khi sức quán sâu, trí tuệ phát ra thì bằng cái thấy ấy mà tự mình giải tỏa được phiền não đau khổ.
Nếu cho rằng đã hiểu mà phiền não vẫn đến thì đó chỉ là cái hiểu của Phật, không phải cái hiểu của mình. Học đạo là phải học kỹ, học sâu, nên Phật có dạy chúng ta học Phật phải học hoài. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là vậy. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đạo giác ngộ vô thượng phải nguyện thành tựu, không phải chỉ tu nửa chừng. Quý Phật tử thường ít dám nghĩ tới tu đến đạo vô thượng Bồ Đề, mà chỉ tu có phước sanh lên cõi trên. Nhưng Phật dạy phải phát nguyện tu hành đến thành Phật mới thôi. Vì Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có đạo vô thượng, nên phải tu để đạt tới đích, không được dừng nửa chừng. Đại bi tâm là tâm thương xót cứu độ người, đưa người đến chỗ an vui. Khi thấy được cái khổ của chính mình, cảm thông được cái khổ của người khác, quên mình đến với người để mở rộng tình thương của mình cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Phật dạy mỗi người ai cũng có nguồn gốc đồng như nhau, đó là nguồn gốc của tánh giác sáng suốt, cùng chung một nhà Như Lai. Khi thấy được như vậy thì không còn buồn vui giận ghét nhau nữa, vì đã cùng sống trong nhà Như Lai, không còn bị cái tôi ngăn cách. Lúc đó mình sẽ bớt khổ, an vui thêm. Vì vậy phải chú ý phát triển đại bi tâm. Thường thì chúng ta quen sống với cái tôi của mình, nay Phật dạy phải quên bớt, chan hòa cùng nhau sống, từ cái khổ của mình mà cảm thông được cái khổ của người. Ví dụ khi chúng ta bệnh thấy buồn khổ, than sao mình bệnh mà không ai đến thăm an ủi, rồi đưa đến buồn tủi mà khổ thêm. Nếu nhân bệnh khổ của mình rồi nhớ đến bệnh khổ của chúng sinh, khi người bệnh người cũng khổ như mình, đau như mình, nhờ đó mà cảm thông được cái khổ của người, quên bớt cái khổ của mình, tự nhiên mình sẽ ít khổ hơn. Thương người cũng là thương chính mình, nhưng chúng ta lại không biết. Thường người ta chỉ nhớ thương mình, không nhớ tới người, càng thu hẹp lại càng khổ hơn. Học Phật Pháp chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều hay, nhưng vì không học tới nên chưa thấy hay. Khi học đến nơi đến chốn rồi thì rõ ràng Phật Pháp là Pháp Bảo, đúng như ý nghĩa mà chúng ta đã quy y. Thật không phải chỉ là danh từ chữ nghĩa. Nếu học Phật kỹ, hiểu đúng rồi, nếm sâu được Phật Pháp trong cuộc sống, khi đó niềm tin vững chắc, trí tuệ sáng suốt không lay chuyển. 4. Cần rộng truyền tâm Bồ Đề. Từ nay, quý vị có chịu phát tâm Bồ Đề chưa? Học Phật là để phát tâm Bồ Đề, để giác ngộ. Dù chưa giác ngộ bằng Phật, nhưng cũng bắt đầu tiến lên. Nhiều kiếp xa xôi chúng ta mê quá nhiều rồi, đến đây còn không thấy đủ hay sao? Phải dừng lại để chuyển về tính giác, đâu thể tiếp tục nữa. Ngày đây giác trở lại là vừa rồi, không còn hối tiếc gì nữa. Mỗi người hãy phát tâm Bồ Đề là vừa, hãy đi theo con đường giác ngộ sáng suốt để tiến lên, chứ không thể đi theo con đường vô minh mê lầm mãi. Khi hiểu rõ Bồ Đề chính là ở ngay tâm mình, không ở đâu xa, tâm có hiểu biết tức là có giác, là tính Bồ Đề sẵn trong đó, vậy thì ai cũng có thể phát tâm Bồ Đề. Không có phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn nhỏ, cũng không phân biệt chủng tộc, màu da. Không nói tâm này chỉ có ở người già hay người nam mới phát được, ai cũng có thể phát hết, đó là một lẽ thật quý báu. Vậy mà chúng ta không chịu khai thác sao? Bằng chứng hiện tại là có ông Saji, người Hungary, phát tâm tu Phật, là chứng minh cụ thể, ai cũng có thể phát tâm Bồ Đề. Ngày xưa, thời Phật, đệ tử của Ngài có đủ những người thuộc nhiều tầng lớp, sang hèn khác nhau, nhưng tất cả đều có thể chứng đạo được. Tỳ kheo vô não, trước kia là kẻ sát nhân, giết người rồi sau lóng tai thành chuỗi để đeo. Nhưng khi được Phật giáo hóa, tu theo Phật, cũng chứng A-la-hán. Còn có vị tỳ kheo Ni Đề, xuất thân làm nghề hốt phân,
cũng được Phật độ chứng A-la-hán. Tỳ kheo Châu Lợi Bàn Đạt là người ngu dốt, học hoài một bài kệ cũng không thuộc, được Phật độ cũng chứng A-la-hán. Chúng ta bây giờ có dốt bằng ông Bàn Đạt không? Rõ ràng ai cũng sáng suốt nên đều phát tâm Bồ Đề được cả. Phát tâm Bồ Đề là phát triển lẽ thật, là chân lý bình đẳng với tất cả. Phát triển lý đó thì sống gần nhau hơn, phá tan mọi ranh giới của mình và người. Khi tình thương rộng lớn thì cuộc đời vui đẹp, sung sướng hơn. Mỗi người cần tha thiết cầu nguyện, mong cho ai chưa phát tâm Bồ Đề thì hãy phát tâm Bồ Đề. Ai đã phát tâm Bồ Đề thì mong cho tâm Bồ Đề càng phát triển lên thêm, thì cuộc đời này con người sẽ gần gũi hơn. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Đại Thông Trí Thắng kể, khi Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật, Ngài phóng ánh sáng soi trên thấu các cõi trời ở khắp mười phương, dưới suốt đến cõi địa ngục. Các vị Phạm Thiên ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc, xa xôi đều cảm nhận được ánh sáng của Phật chiếu đến cõi mình, lấy làm lạ, nói: "Hôm nay ánh sáng rực rỡ hơn bình thường, nên cùng chung bàn luận." Trong đó có vị Phạm Thiên Vương nói: "Ánh sáng này khác thường, chắc là Phật ra đời hay vị thánh nhân nào đã ra đời. Chúng ta phải nương theo ánh sáng tìm xem nó phát ra từ đâu, rồi các vị theo ánh sáng đó tìm gặp Phật Đại Thông Trí Thắng." Đang ngồi nơi đạo tràng chấp thành chánh giác, có 16 vị vương tử đang thỉnh Phật chuyển pháp luân. Khi đó chúng sinh ở các cõi bỗng nhiên thấy nhau, mới lấy làm lạ, nói: "Lâu nay không thấy, sao hôm nay lại thấy nhau? Sao có chúng sinh nhiều vậy?" Lúc đó không còn ranh giới cõi này cõi kia nữa. Khi tâm Bồ Đề phát ra như vậy, đúng là nó xóa tan những ranh giới của mình, của người. Cho nên gọi là không có ranh giới của kia đây, các cõi thông nhau thành một cõi. Còn mình bây giờ hai người ngồi kế bên nhau mà có thấy nhau không? Hoặc có khi đụng mặt nhau mà không thấy nhau nữa, nhất là hai người có thành kiến với nhau. Bởi vì mỗi người có thế giới riêng ở trong đầu, cho nên cách biệt nhau. Tâm Bồ Đề mà phát triển soi rồi thì sẽ phá tan những ranh giới giữa ta và người. Thấy ai cũng có tánh giác Bồ Đề hết, mình có, người kia cũng có như mình, cùng cảm thông với nhau, không có phân biệt, ngăn cách. Thấy ai cũng là Phật sẽ thành, ai cũng là những vị Phật tương lai. Vậy càng học đạo thì chúng ta càng thấy vui thêm, tươi sáng thêm, cuộc sống tươi đẹp, gần gũi nhau thêm. Học đạo như vậy đúng là nghĩa học đạo. Còn chúng ta học đạo càng lâu lại càng phiền não thêm là sao? Chúng ta phải hiểu kỹ để tu hành đúng pháp. Càng học đạo càng chuyển tâm, khiến càng gần gũi mọi người thêm. Người học đạo mà có sức sống nội tâm, có đạo đức thì phát ra từ trường tốt, mọi người ai cũng thích tới gần, như vậy là tốt đẹp. Nên càng phát triển tâm Bồ Đề nhiều chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Có một câu chuyện, ở một vùng nọ của Tây Tạng, trước kia có ít người sinh sống. Thỉnh thoảng xảy ra những chuyện đấu tranh giữa các bộ lạc, có vị đại sư Tây Tạng đã chứng đạo. Ngài đến vùng này thiền định giữa các con đường vắng, là chỗ tiếp giáp ranh giới giữa hai bộ lạc. Ngài bỗng cảm nhận được một năng lực hủy hoại như đang sắp bùng phát. Đại sư quyết định đem tâm thức an tịnh của mình thể nhập vào các năng lực xấu đó xem sao. Ngài đốt lửa nấu trà để xem thử việc gì sắp xảy đến. Và rồi, Ngài nằm ngay giữa đường đi, ai đi qua cũng phải bước qua thân Ngài. Hai nhóm bộ lạc nghe tin bực tức, phái 2-3 kỵ mã mang vũ khí tới để trừ diệt. Mấy vị kỵ mã thấy Ngài nằm như vậy, nhảy xuống ngựa bảo: "Ngươi là thằng điên hay bị ốm? Làm cái gì mà nằm như vậy? Bộ định truyền bệnh cho người khác hay sao?" Lúc đó, vị đại sư nằm thông thả, nheo con mắt, bằng tâm từ bi Ngài nói: "Đừng lo, các ngươi sẽ không được truyền cái bệnh này đâu. Ta đang ở trong tâm Bồ Đề tỉnh giác, mà tâm này không thể truyền cho các ngươi đâu."
Nghe xong, họ tưởng Ngài điên khùng nên lắc đầu, lên ngựa đi mất. Ngài nói bằng tâm từ bi tươi mát nên cảm đến ba người đó. Ban đầu, họ đến với thái độ bực bội định trừ khử, nhưng lại chuyển hóa dần. Sau đó, người ta truyền nhau một câu chuyện như là phép lạ. Sự hiềm khích hàng chục năm giữa hai bộ lạc bỗng nhiên được hóa giải bằng một hiệp ước hòa bình. Người ta cũng kể rằng, ba chàng kỵ mã đó được một lão già đắc đạo lây truyền tâm Bồ Đề. Từ đó đi đâu, họ cũng truyền cái tâm Bồ Đề cho mọi người. Sau này, trong những buổi giảng đạo cho số đông người, vị đại sư Tây Tạng đã tuyên bố, theo ta thì không chừng tâm Bồ Đề cũng có thể lây truyền được. Mặc dù ta phải thừa nhận triệu chứng của Bồ Đề tâm ít khi được phát ra trọn vẹn. Ngài nói là nếu người tu đã chứng đạo phát tâm giác ngộ ra trọn vẹn, thì ít nhiều cũng có thể lây truyền và phát triển tâm ấy đến người chung quanh. Đó cũng chính là tâm cảm thông, yêu thương khi nhận ra chính trái tim mình ở trong trái tim của mọi người. Vì vậy, người học đạo, hiểu đạo phải khéo phát triển tâm Bồ Đề của mình để lây truyền cho mọi người càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng, vị đại sư Tây Tạng chấm dứt bằng một lời nguyện: mong thay cho tâm Bồ Đề vô lượng sẽ được lây truyền cho mọi loài, không sót loài nào. Nếu được như vậy thì đời sống mọi người sẽ phát triển, chuyển hóa theo hướng tốt đẹp. Mỗi người đều sống với tâm Bồ Đề sẽ chuyển đổi thế gian, cõi đời sẽ tươi sáng hơn, ngày đây sẽ chuyển hóa ta bà thành tịnh độ. Trong kinh Pháp Hoa, khi tháp Phật Đa Bảo hiện ra, các đệ tử muốn thỉnh Phật Thích Ca mở cửa tháp Phật Đa Bảo để thấy chân thân của Phật. Phật Thích Ca nói: Phật Đa Bảo có nguyện, sau này dù ở đâu, nếu Đức Phật nào nói kinh Pháp Hoa thì Pháp của Ngài hiện ra, và vị Phật nào muốn mở cửa tháp để thấy chân thân Phật thì phải thâu hồi tất cả các hóa Phật của Phật ấy khắp nơi về một chỗ. Sau đó, Đức Phật Thích Ca thu hồi hết các hóa Phật của Ngài. Khi ấy, cõi ta bà được kết bằng lưu ly, dây vàng giăng ngang đường, trang nghiêm tốt đẹp, đất đá lồi lõm, xấu xí đều được dời đi nơi khác, vân vân, trở thành tịnh độ. Có nghĩa là khi muốn mở cửa tháp báo để thấy Phật Đa Bảo, tức Phật Pháp Thân hay Tính Giác Bồ Đề, thì phải thâu hồi tất cả hóa Phật đang đi giáo hóa về một chỗ. Lúc đó sẽ sáng tỏ tháp Phật Đa Bảo hay sáng tỏ Tánh Giác Bồ Đề nơi mình, và khi ấy cảnh ta bà được chuyển thành tịnh độ. Những chúng sinh tham sân si, cống cao, ngã mạn, vân vân đều bị di dời đi chỗ khác. Ngày đó chính là cõi Phật. Nghe Pháp với tâm thanh tịnh thì mình sẽ dự được Pháp hội đó. Vậy khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị có được dự trong hội Pháp Hoa hay không, hay bị dời qua cõi khác? Chúng ta phải tụng với tâm thanh tịnh, sáng suốt để được dự trong hội Pháp Hoa mới đúng nghĩa là tụng Pháp Hoa. Nếu tụng Pháp Hoa mà nghĩ chuyện buồn, vui, phiền não, vân vân là bị dời đi cõi khác rồi. Nên hiểu rõ, sẽ thấy kinh Pháp Hoa nghĩa lý huyền diệu sâu xa, đừng nghĩ rằng đó chỉ là chuyện của Phật không liên quan đến mình. Phật nói kinh là nói cho chúng sinh, chứ đâu phải nói cho Phật. Mà nói cho chúng sinh là nói cho ai? Cho chính chúng ta. Vậy là có phần của chúng ta trong đó. Nếu đọc tụng kinh theo chữ nghĩa, không hiểu nghĩa kinh thì sẽ thấy kinh xa, cách biệt. Khi hiểu rồi thì đúng là Phật dạy cho chính mình. Lúc đó mình càng cảm nhận sâu ý nghĩa trong kinh, niềm tin càng vững, sẽ cởi mở rất nhiều tình chấp mê lầm. Như vậy mới đúng nghĩa càng học, càng tụng kinh trí tuệ càng thêm sáng suốt, công đức lớn thêm. Nếu tâm sáng suốt, trang nghiêm thì dù ở xa cũng như ở gần Phật, dự được trong hội Phật, hoặc dù mình cách Phật hơn 25 thế kỷ, còn tâm mình không thanh tịnh, có đối diện với Phật cũng xa, cũng bị dời đi chỗ khác. Do đó, tất cả đều từ tâm tịnh hay không thanh tịnh.
quý vị nhớ trước khi Phật nói kinh Pháp Hoa, trong hội có 5.000 vị tỳ kheo đứng dậy bỏ đi. Như vậy, có nghĩa là đang đối diện với Phật mà đâu có thấy Phật. Hiểu được ý nghĩa rồi thì thấy học Phật, tu Phật không xa lắm, mà ở nơi ngay chính mình. Chỉ cần chuyển từ cái nhìn mê lầm thành cái nhìn giác ngộ, trí tuệ. Tu là chuyển cái nhìn, thay đổi cái nhìn thì cuộc đời mình thay đổi theo. Trong nhà thiền có câu chuyện bà già hay khóc. Bà già có 2 người con gái, một người bán quạt, một người bán áo mưa. Mỗi khi trời nắng, bà nghĩ tới người bán áo mưa. Chắc bán ít được nên bà khóc thương cho người con gái đó. Còn khi trời mưa, bà nghĩ tới người con gái bán quạt. Chắc bán không được nên bà thương con mà khóc. Bà đến gặp thiền sư thưa, làm sao để bà có thể chuyển được cái khổ này? Thiền sư nói, đơn giản thôi, bà chỉ cần chuyển cái nhìn là được. Khi trời mưa, thay vì nhớ tới người con gái bán quạt, thì bà nhớ tới người con bán áo mưa. Hôm nay chắc nó sẽ bán được nhiều, bà vui thôi. Còn trời nắng, bà nhớ tới người con gái bán quạt là hôm nay nó sẽ bán đắt, vậy là bà thường vui. Bà về thực hành đúng vậy, trở thành thường xuyên vui vẻ, nên được gọi là bà già hay cười. Cho thấy, nếu khéo chuyển cái nhìn thì vui buồn cũng theo đó mà thay đổi. Có thiền sư đang đi trên đường, gặp một cô gái nhảy xuống sông tự tử. Ngài kêu la mọi người cứu cô gái. Sau khi được cứu lên, cô gái trách vị thiền sư, sao cứu cô làm chi trong khi cô đang muốn chết, muốn thoát khỏi cuộc đời đau khổ. Thiền sư hỏi cô gái, tại sao? Cô gái kể về cuộc đời cô toàn gặp những thất vọng, đau khổ, chỉ có tìm cái chết để an ủi. Thiền sư giải thích, con người có 2 mạng sống, một mạng sống cho chính mình, một mạng sống cho mọi người. Lâu nay, cô sống cho cái mạng sống của chính mình, bị xúc phạm có nhiều cái không được như ý, nên cô muốn hủy hoại mạng sống. Bây giờ cô hãy coi như mạng sống đó đã chết, chuyển nó thành mạng sống cho mọi người, không còn mạng sống ích kỷ nữa. Cô hãy sống thật tốt đẹp vì mọi người, đem lại những điều phúc lành cho mọi người. Làm được như vậy, cuộc đời cô sẽ chuyển đổi. Cô gái về và thực hiện sống quên mình đúng như lời dạy, đem lại hạnh phúc, an vui cho mọi người, nên quên đau khổ của mình. Lâu ngày, cuộc đời cô tươi sáng hơn. Như vậy, rõ ràng chỉ cần khéo tu, chuyển cái nhìn là cuộc đời sẽ được thay đổi, sẽ tốt đẹp. Tức là tùy theo cái nhìn theo phiền não, đau khổ sẽ gây phiền lụy cho mình. Còn cái nhìn trong sáng, cởi mở thì đem lại nhiều an vui. Nhà thiền có câu chuyện giữa thiền sư Phật Ấn với ông Tô Đông Pha. Một lần, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn gặp và cùng ngồi thiền với thiền sư Phật Ấn. Sau buổi ngồi thiền, ông hỏi ngài Phật Ấn. Hôm nay, ngài thấy tôi ngồi thiền thế nào? Ngài Phật Ấn nói, hôm nay ông ngồi giống như vị Phật. Và hỏi lại Tô Đông Pha, hôm nay ông thấy tôi ngồi thế nào? Lâu nay, khi đối đáp với ngài Phật Ấn, ông luôn bị thua. Hôm nay được dịp ngài Phật Ấn hỏi, nên ông nói, giống như đống phân bò. Ngài Phật Ấn nghe xong, rồi im lặng cười. Tô Đông Pha nghĩ rằng, ngài Phật Ấn thua, nên không nói thêm nữa. Tô Đông Pha ra về, kể lại câu chuyện cho cô em gái. Cô em gái này cũng là người học thiền và khá thông minh. Nghe xong câu chuyện, cô trầm ngâm một hồi rồi nói, anh thua ngài Phật Ấn rồi. Tô Đông Pha hỏi, thua chỗ nào? Cô nói, tâm của ngài Phật Ấn giống như Phật, nên nhìn anh như Phật. Còn tâm anh giống như phân bò, nên nhìn ngài Phật Ấn như đống phân bò. Cho nên, nếu tâm mình xấu, thì mình thấy người xấu, cuộc đời xấu. Tâm mình tốt, thì nghĩ người tốt, cuộc đời tốt. Khi tâm người phiền não, mà ai tới làm phiền, thì tự nhiên lửa sân bừng lên. Tâm mà vui vẻ, lạc quan, thì người có muốn làm mình giận cũng không làm được. Vậy tu Phật không phải khó. Chỉ cần nhìn theo tâm Phật, tâm Bồ Đề, thì cuộc đời sẽ chuyển hóa tốt đẹp.
Mong sao, từ nay quý Phật tử khi được lây truyền tâm Bồ Đề rồi, thì chuyển cái nhìn, tiếp tục lây truyền tâm Bồ Đề cho mọi người, để cuộc đời ngày càng sáng sủa, tươi đẹp hơn, chuyển ta bà thành tịnh độ. Yếu chỉ tâm kinh Bát Nhã. 1. Dẫn nhập. Tâm kinh Bát Nhã là một bản kinh trọng yếu trong nhà thiền. Bản kinh này nói về tánh không của các pháp. Người tu Phật phải mở được trí tuệ, thấu đạt lý Bát Nhã để đi vào không môn. Do đó, hôm nay xin trao đổi một chút về ý nghĩa yếu chỉ tâm kinh Bát Nhã. Tất cả Phật tử chúng ta đều thuộc lòng bài Tâm Kinh Bát Nhã, nhưng thuộc lòng danh tự Bát Nhã vẫn chưa đủ mà phải thuộc lòng Bát Nhã. Thuộc lòng Bát Nhã là sao? Chúng ta ra đường gặp ai nói xúc phạm một chút, nghe hơi buồn buồn, thì ngay khi đó chúng ta phải nhớ tánh không. Những tiếng nói không thật, chúng ta cũng không thật, buồn cũng không thật, chúng ta liền buông xuống, thì mới là thuộc lòng Bát Nhã. Ngược lại, chúng ta để phiền não nổi lên, chỉ nhai đi nhai lại câu nói của người, tâm vẫn chạy theo vọng tưởng là chưa thuộc lòng Bát Nhã. Thuộc lòng Bát Nhã, tức là lúc nào cũng thấy muôn pháp là không, nên không dính, không mắc. 2. Tinh thần Bát Nhã là phá chấp, phủ định. Theo Bát Nhã, phủ định tất cả đều là không. Như kinh nói, Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu sâu về Bát Nhã, thấy năm uẩn đều là không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng không. Sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng không. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, vân vân cũng không. 18 giới đều không, rồi không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, vân vân. Không cả tứ đế, 12 nhân duyên, không chứng cũng không đắc. Vì vậy, người học Bát Nhã là phá sạch, không cho tâm bám víu vào bất kỳ chỗ nào, để không còn duyên mà sanh khởi. Vì có chỗ tâm sanh là có chỗ tâm diệt, có sanh tử, có khổ đau. Cho nên trước tiên là Phật phá chấp, không cho chấp vào cái gì hết. Từ Pháp thế gian cho đến Pháp xuất thế gian. Pháp thế gian Phật dạy chúng ta phải bỏ, nhưng Pháp xuất thế gian cũng không cho chúng ta bám. Vì còn bám chấp là còn có ngại. Tu mà còn dính mắc bất cứ cái gì đều thành chướng ngại, cho dù đó là pháp xuất thế gian. Vì pháp xuất thế gian cũng là phương tiện, giống như vị lương y cho thuốc để trị bệnh cho người. Chúng ta uống thuốc hết bệnh thì phải bỏ thuốc, không ai hết bệnh mà lại uống thuốc hoài. Nếu còn uống thuốc là chưa hết bệnh. Pháp thế gian hay pháp xuất thế gian cũng đều là pháp. Có lập ra thì có phá, giống như chiếc xe là phương tiện chuyên chở con người đi từ chỗ này đến chỗ kia. Như từ đây mà đến Đà Lạt, chiếc xe là phương tiện chở chúng ta đến Đà Lạt. Nhưng chiếc xe không phải là Đà Lạt. Chúng ta ngồi trên chiếc xe để đến Đà Lạt, nhưng đến Đà Lạt rồi mà chúng ta cứ ngồi trên chiếc xe hoài thì cũng như không đi được đâu hết, không biết gì về Đà Lạt. Cho nên tới Đà Lạt rồi chúng ta phải xuống xe. Chiếc xe không phải là mục đích, Đà Lạt mới là mục đích. Vì vậy, Phật nói Pháp nhưng rồi phá tất cả để con người không bám chấp vào Pháp. Do tâm con người là quen nắm bắt nên luôn có đối tượng để chuyên theo.
như chúng ta ngồi chơi không có việc gì hết, nhưng lại không chịu rảnh rang. Ngồi một mình thấy buồn cô đơn, bèn mở tivi xem hoặc kiếm sách báo đọc. Có người vào nhà vệ sinh còn đem theo tờ báo để đọc. Tâm chúng ta không bao giờ chịu buông, mà ngược lại luôn nắm bắt tìm chỗ để chuyên. Nếu con người luôn sống với tâm rảnh rang, vô sự, tự do thì có sướng hơn không? Nhưng con người lại thấy như vậy là trống vắng, cô đơn chịu không nổi, nên phải tìm chỗ duyên, chỗ bám. Do đó, tâm con người luôn đi đôi với pháp. Có tâm thì có pháp. Để tâm duyên với pháp, pháp là đối tượng để cho tâm duyên. Tâm duyên theo pháp gọi là tâm sinh diệt. Thí dụ, như con mắt duyên với sắc, lỗ tai duyên với âm thanh, ý duyên với pháp trần, vân vân. Các căn luôn có đối tượng để duyên theo hiểu biết. Ngược lại, nếu không có chỗ duyên thì giống như là tâm không còn biết. Khi ngồi thiền, nếu bảo chúng ta đừng nghĩ gì hết thì rất khó, vì chúng ta luôn có đối tượng để duyên. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy có hai thứ căn bản. Thứ nhất là căn bản sinh tử từ vô thỉ, là nhận tâm phan duyên làm tự tánh. Tâm phan duyên là luôn nắm bắt đối tượng để duyên theo, rồi nhận cái đó làm tự tánh của mình. Đó là gốc sinh tử từ xưa đến nay. Vì có đối tượng thì biết, còn không đối tượng thì không biết gì hết. Đây gọi là tâm sinh diệt, là gốc sinh tử. Thứ hai là căn bản Bồ Đề Niết Bàn, tức là thức tinh nguyên minh, hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Nguyên là nguyên vẹn, minh là sáng suốt. Thức tinh nguyên minh là cái thức nguyên vẹn, tinh rồng, không bị xen lẫn bất cứ cái gì. Nghĩa là cái thức căn bản nguyên vẹn sáng suốt, hay sanh ra các duyên nhưng bị các duyên bỏ sót nó. Tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết đủ thứ đó là sanh các duyên. Nhưng khi nó biết cái nào rồi thì nó chỉ nhớ cái đó mà quên mất chính nó, cho nên gọi là bị các duyên bỏ sót nó. Thí dụ, như khi nó nhìn cái bình hoa thì chỉ nhớ cái bình hoa mà quên mất chính nó. Chính chỗ đó mà người tu hành ít có đến được chỗ rốt ráo, ngược lại hay rơi vào các thú hoặc rớt vào các đường sanh tử. Con người thấy cái nào rồi thì đồng hóa mình với cái đó mà quên mất chính nó. Bây giờ chúng ta khéo tu trở lại, biết hết tất cả nhưng không bỏ sót nó thì đó là bát nhã. Như vậy, không phải không cho chúng ta biết. Biết hết nhưng đừng bỏ sót chính nó. Đó gọi là biết bát nhã, là gốc trở về Bồ Đề Niết Bàn. Chúng ta thấy giữa sanh tử và Niết Bàn cách nhau bao xa? Chỉ là một cái xoay thôi. Thay vì biết tất cả rồi đồng hóa nó với tất cả mà quên mất chính nó, thì đó là sanh tử luân hồi. Giờ đây, biết tất cả mà không quên mất chính nó, luôn luôn có mặt chính nó, thì đó là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Chỉ nhích chút xíu, đâu có cách biệt xa xôi gì. Nhưng tập khí nhiều đời làm con người không chịu nhích. Nó biết cái gì thì đồng hóa cái đó, chỉ nhớ cái đó thôi. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm, Phật quở Ngài A Nan. Phật đưa cánh tay lên hỏi: "Thấy không?" A Nan thưa: "Thấy." Phật để cánh tay xuống hỏi: "Thấy không?" Đáp: "Không thấy." Như vậy rõ ràng, khi đưa cánh tay lên thì thấy cánh tay. Biết có cánh tay rồi đồng hóa chính nó với cánh tay luôn. Nó nhớ cánh tay mà quên mất chính nó, nên khi để cánh tay xuống thì nó là không thấy, vì nó chỉ nhớ cánh tay. Thật sự là giơ cái tay lên thì nó thấy cái tay, để cái tay xuống thì nó thấy không có cái tay. Chính nó luôn có mặt, lúc nào cũng sáng suốt. Rồi nghe tiếng cũng vậy, khi nghe có tiếng nói thì bảo có nghe, khi ngưng không có tiếng nói thì gọi là không nghe. Đó là đồng hóa chính nó với cái tiếng, nên quên mất chính nó. Đó là gốc sanh tử luân hồi.
Bây giờ chúng ta tu Bát Nhã là trở lại. Khi nghe tiếng cũng biết có tiếng, nhưng không quên mất chính nó. Nghe tiếng thì biết có tiếng, không tiếng thì biết không tiếng, vậy thôi. Lúc nào nó cũng biết, cũng nghe. Nghe có tiếng, nghe không có tiếng, đâu có lúc nào mất. Đó chính là trở về Bát Nhã, là gốc Bồ Đề Niết Bàn. 3. Khẳng định. Tâm kinh Bát Nhã là trừ sạch các tâm phan duyên, tâm bám chấp theo duyên nên nói cái gì cũng không, để nó không bám dính vào bất cứ cái gì. Không bám, không dính gì hết là trở về gốc Bồ Đề Niết Bàn. Nhưng theo tinh thần Bát Nhã chỉ là phá chấp, chứ chưa nói đến cái gốc chân thật. Đến tinh thần Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Phật mới chỉ ra cái gốc chân thật đó. Cho nên, Bát Nhã ban đầu là phá hết, nói gì cũng không. Nhiều người hiểu chưa chính xác Bát Nhã, nói học Bát Nhã dễ rơi vào chấp không. Nhưng nếu là người học kỹ Bát Nhã, sẽ thấy tinh thần của Bát Nhã là phủ định tất cả để thành tựu tất cả. Mở đầu bài Tâm Kinh là phủ định cái gì cũng không, nhưng đoạn cuối thì xác định ba đời chư Phật đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không ngăn ngại, vì tâm không ngăn ngại mà đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Như vậy, ba đời chư Phật đều nương nơi Bát Nhã mà thành chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát cũng nương nơi Bát Nhã mà tâm không ngăn ngại, xa rời điên đảo vọng tưởng đến cứu cánh Niết Bàn. Cuối cùng, đâu có phải là không hết, ban đầu phủ định, sau là xác định trở lại. Như vậy, trước là phá hết để chúng sinh không còn mê chấp, sau mới chỉ ra cái thật thì không lầm. Người không hiểu Bát Nhã, nói Bát Nhã dạy cái gì cũng không, rồi trở lại chấp không. Nhưng Bát Nhã là phá chấp, nếu còn chấp không thì đâu còn gọi là Bát Nhã. Bản tâm kinh ban đầu là phá chấp có, sau phá luôn chấp không, sạch hết các chấp đó mới là Bát Nhã Ba La Mật. Thiền sư Duy Tín nói, lúc chưa học đạo, thấy núi sông là núi sông. Khi học đạo, thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau 30 năm, thấy núi sông là núi sông. Người khi chưa học đạo, thấy gì cũng thật. Mình thật, người thật, vật thật, vân vân. Nên nói thấy núi sông là núi sông. Nhưng đến khi học Bát Nhã, thấy cái gì cũng không thật. Ta không, vật không, pháp cũng không, vân vân. Nên thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Rồi đến chỗ rốt ráo, tâm sáng suốt phá sạch hết, không còn chấp bất cứ điều gì. Nên thấy trở lại núi sông là núi sông, không nói có, nói không gì cả. Tuy nhiên, đến giai đoạn này, thấy núi sông là núi sông, khác với lúc chưa học đạo. Vì chúng ta thấy trong trí tuệ sáng suốt, thấy rõ núi sông là núi sông nhưng không mê lầm nó, nên khác hơn với lúc chưa học. Như vậy, khi tâm phá sạch tình chấp, thì nhìn cái gì nó cũng sáng ngời, tỏ rõ không mê lầm. Giống như chúng ta mang mắt kính, nếu đội kính màu đen thì thấy cảnh vật cũng màu đen. Nếu đội kính màu hồng, nhìn cái gì cũng màu hồng. Khi gỡ mắt kính ra thì thấy cái gì đúng như thật cái đó. Khi tâm sạch hết tình chấp thì nhìn tất cả đều trong ánh sáng chân thật. Nên nói Bát Nhã rốt cùng là chân thật bất hư, thấy rõ ràng chân thật không hư dối. Như vậy, chúng ta học Bát Nhã đâu phải là không còn thấy biết, chỉ không tất cả cái hư dối để trả lại cái biết chân thật nơi mỗi người. Trong nhà thiền có câu chuyện, Mã Tổ là thiền sư nổi tiếng trong thời Đường. Ban đầu, Ngài dạy học nhân mới đến, tức tâm tức Phật, Phật ngay nơi tâm, tâm tức Phật để chúng ta soi trở về nơi tự tâm. Nhưng thời gian sau, Mã Tổ nghe ai cũng bắt chước nói theo, tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm là Phật nên không cần phải tu.
nhiều người lặp đi lặp lại câu tức tâm tức Phật, nên không cần phải tu. Nhiều người lặp đi lặp lại câu tức tâm tức Phật nhưng chỉ thuộc mà không có hành, nên thành vướng mắc. Để phá cái dính mắc của học nhân, sau đó Mã Tổ lại nói: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Khi đó có một vị tăng đến ngài Nam Tuyền hỏi: Mã Tổ nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là ý gì? Ngài Nam Tuyền đáp: tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Vị tăng thưa: con chưa biết ý nghĩa thế nào. Ngài Nam Tuyền nói: nếu người không nhận tâm là Phật, trí là đạo, ngay bây giờ nếu lão tăng chợt được tâm thì để chỗ nào? Vị tăng thưa: đã hoàn toàn chẳng được, đâu khác với hư không. Ngài Nam Tuyền bảo: đã chẳng phải vật, làm sao so với hư không? Lại nói cái gì là khác chẳng khác? Vị tăng thưa: chẳng lẽ là không luôn cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật hay sao? Ngài Nam Tuyền bảo: nếu ông nhận cái ấy thì thành tâm Phật rồi. Tức là ngay khi ông nhận rõ cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, thì đó chính là tâm Phật. Cho nên trước là phủ nhận tất cả, không còn chỗ để học nhân bám. Nhưng khi tâm sạch hết, không còn chỗ bám, thì đó chính là tâm Phật. Nhưng chúng ta thì đòi phải có cái gì khác nữa. Do muốn có cái gì khác nữa là chỗ mắc kẹt, chỗ mê lầm của chúng ta. Bát nhã là phá chấp, thấy tất cả đều không, và chính cái thấy đó là bát nhã. 4. Vượt qua dấu vết văn tự ngôn ngữ. Tinh thần bát nhã là vượt qua hết dấu vết văn tự, chữ nghĩa, cuối cùng kết thúc bằng một câu thần chú: yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Chúng ta đọc kỹ thấy có mâu thuẫn không? Trước đó nói bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, vân vân. Bát nhã là đại thần chú, đại minh chú, tức là thần chú uy linh, thần lực sáng suốt to lớn, rồi vô thượng, vô đẳng đẳng không gì bằng. Thần chú như vậy quá siêu rồi, nhưng tại sao lại còn nói chú? Nếu người đọc theo chữ nghĩa thì không thấy được cái ý đó, nhưng đó là ý nghĩa sâu mà Phật muốn chỉ. Nói bát nhã là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú là cũng dùng văn tự chữ nghĩa để giải thích cho người ta hiểu. Đến rốt cùng, nói bằng một câu chú thì không ai hiểu, đó là phủi sạch hết chữ nghĩa cho người vượt ra khỏi văn tự, đưa thẳng người học trực tiếp vào bát nhã. Do tâm con người lúc nào cũng muốn hiểu biết, nên luôn tìm cách duyên theo để hiểu. Đúng theo tinh thần bát nhã là ngay khi không còn chỗ nào để hiểu là đi vào bát nhã. Ý nghĩa rất sâu xa, nhưng thường thì chúng ta đọc chữ nghĩa rồi cho qua, chứ không thấy được ý nghĩa đó. Vì vậy, không có gì mâu thuẫn mà đầy đủ ý nghĩa. Như nhà thiền thường hét một tiếng, đập một gậy là hết nghĩ ngợi, đưa thẳng vào bát nhã. Gọi là một đao chặt đứt hai đầu. Người lanh lợi, bén nhạy thì ngay đó là vào cứu cánh bát nhã, mới đúng là học xong bát nhã. Bài tâm kinh bát nhã là tinh yếu, hệ thống của bộ kinh bát nhã. Cho nên, chúng ta có thể học kỹ bài tâm kinh bát nhã là đủ thành Phật rồi. Nên kinh nói, ba đời chư Phật đều y đó mà thành Phật. Bồ Tát cũng y đó mà tâm vô quái ngại, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Đúng tinh thần học Phật là học ngay tâm, chứ không phải chỉ học chữ nghĩa. Khi Phật mới thành đạo, ngài thấy chỗ chứng đạo quá sâu xa, khó hiểu, sợ nói ra người ta không hiểu, hay hiểu lệch lạc, nên ngài do dự không muốn thuyết pháp. Sau đó, Phạm Thiên thỉnh ba lần, Phật mới nhận. Tức ngay đó, Phật đã muốn nhắn nhủ cho người sao? Muốn học Phật, muốn thấy được ý thật của Phật,
thì phải vượt qua những ngôn ngữ, chữ nghĩa. Những điều mà Phật nói ra chỉ là bất đắc dĩ Phật mới nói thôi. Còn chỗ Phật chứng rất là khó nói, không thể nói được, nhưng vì thương chúng sinh mới dùng phương tiện nói đến cái chỗ không thể nói. Qua đây, Phật muốn nhắn nhủ cho người sao là phải vượt qua chỗ Phật đã nói để thấy được chỗ Phật chưa nói. Chỗ Phật không thể nói, đó mới là khéo hợp với ý Phật. Kinh Lăng Già ghi: Ta từ đêm ấy được tối chánh giác, cho đến đêm ấy vào Niết Bàn, ở trong khoảng giữa kia, cho đến không nói một chữ, cũng chẳng đã nói, sẽ nói, chẳng nói ấy là Phật nói. Thuyết pháp 40 mấy năm mà chưa từng nói một chữ. Rõ ràng Ngài muốn nhắn những người đệ tử Phật là không nên mắc kẹt trên chữ nghĩa. Tuy chữ nghĩa cho Phật nói, nhưng mà lý thật không ở trên chữ nghĩa đó. Phật nói xong là phủi sạch, chưa từng nói một chữ nào. 5. Tóm kết. Chúng ta học Bát Nhã là học xả tất cả để được tất cả. Học Bát Nhã là sẵn sàng buông, là phá chấp chứ không phải phá pháp. Người không rõ phê bình Bát Nhã nói cái gì cũng không, tứ đế, 12 nhân duyên đến trí đắc cũng không. Như vậy Phật phá hết pháp lấy gì tu? Nếu chúng ta hiểu đúng theo tinh thần Bát Nhã, phá ở đây là phá chấp về cái pháp đó chứ không phải là phá pháp. Pháp là Phật dạy cho người tu, tứ đế, 12 nhân duyên, lục độ ba la mật đâu có lỗi, lỗi là người chấp vào pháp đó. Thí dụ, như chấp vào tứ đế, cho mình thật có chứng đắc được quả A-na-hàm, A-la-hán, vân vân. Do chấp có chứng có đắc mới là lỗi. Nếu biết đó là phương tiện Phật dạy để chúng sinh trừ mê lầm, chấp trước mà trở về cái chân thật thì đâu có lỗi. Biết rõ quả vị cũng là phương tiện, không phải là mục đích cứu cánh, thì chúng ta không mắc kẹt trên những quả vị đó. Không thấy tôi là người chứng A-la-hán nên không mắc kẹt. Học 12 nhân duyên là để phá chấp về sanh tử luân hồi. Chúng sinh đã sinh tử luân hồi là từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân, nên có sinh tử, ưu bi, khổ não. Do chúng sinh lầm chấp sinh tử, nên Phật nói 12 nhân duyên để người tỏ ngộ, sinh tử không có thật, chỉ do nhân duyên mà có sinh tử. Do cái này có nên cái kia có, nếu cái này không thì cái kia cũng không. Như vậy rõ ràng sinh tử không có tính thật. Ngày đó nhận ra sinh tử vốn không, tức là vô sanh. Phật nói 12 nhân duyên để chúng ta thấu suốt được sinh tử không có thật, chúng sinh có thể thoát được sinh tử. Hiểu như vậy mới thấy được ý nghĩa sâu của Phật dạy. Phá chấp hết thì chân thật hiện bày, Bát Nhã sáng ngời. Tinh thần của đạo Phật là vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã, cuối cùng không có gì để bám. Nhưng cái gì thấu tất cả đều vô ngã, và cái này có phá được không? Chính Bát Nhã thấu suốt tất cả, phá hết tất cả. Khi phá sạch hết rồi, chính đó là Bát Nhã, và cái đó không làm sao phá được. Nhà thiền có câu chuyện, vị tăng đến thiền sư Bổn Tịch ở Tàu Sơn hỏi: Thế nào là cây kiếm không mũi? Ngài Tàu Sơn đáp: Đó là chẳng do rèn luyện mà thành. Vị tăng hỏi: Vậy dụng của nó thì như thế nào? Ngài Tàu Sơn đáp: Ai gặp cũng đều phải chết hết. Vị tăng hỏi: Còn không gặp thì sao? Ngài Tàu Sơn đáp: Cũng phải rơi đầu luôn. Vị tăng hỏi: Người gặp đều phải chết, đó là cố nhiên. Vậy người không gặp thì sao cũng rơi đầu? Ngài Tàu Sơn bảo: Ông không nghe nói là nó hay sạch hết tất cả hay sao? Vị tăng hỏi: Vậy khi sạch hết thì sao? Ngài Tàu Sơn bảo: Thì mới biết có cây kiếm này. Người xưa mượn hình ảnh cây kiếm của thế gian để chỉ cho Bát Nhã. Cây kiếm đó không có hình tướng, nên không có mũi,
cũng không phải do rèn luyện mà thành. Nó ở ngay nơi mỗi người, không phải do đúc luyện mà tạo nên. Dụng của nó là quét sạch tất cả, gặp cũng chết mà không gặp cũng chết, tức là có cũng chém, không cũng chém, đụng cũng chém, không đụng cũng chém, chém sạch hết không cho bám vào cái gì. Khi sạch hết không còn chấp, không còn bám thì mới biết có cây kiếm này. Như vậy, tinh thần của Bát Nhã là thể hiện chân lý sự thật ngay nơi con người, không ở nơi xa xôi. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm ngay đời này, không phải đợi qua đời sau mới chứng minh. Ngay nơi hiện tại, chúng ta không chấp, không bám thì chứng liền Bát Nhã. Quan trọng là chúng ta dám buông, không dám chấp vướng tình thì Bát Nhã sáng ngời như thật. Vì vậy, chúng ta khéo phát huy được ánh sáng chân thật của chính mình, làm đuốc soi để tự mình đi và có thể đưa chúng sinh về nhà. Mong thay!